Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu bản tin là những thông tin về chuyển đổi số, tiếp theo là nội dung về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, 1,9% là tỷ lệ chậm muộn thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của ngành Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai. Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2023. Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023 là 30.696 hồ sơ. Có 443 hồ sơ giải quyết quá hạn, trong đó 442 là số hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 1,9% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết. Kết quả này tuy đảm bảo giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chậm muộn xuống dưới 2% theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng chủ yếu hồ sơ chậm muộn thuộc lĩnh vực đất đai cho thấy còn những vướng mắc trong giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tập trung chỉ đạo các giải pháp như lãnh đạo sở trực tiếp làm việc với các phòng đơn vị để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính, quán triệt đến các phòng đơn vị thuộc sở và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện thị xã, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các cửa hàng xăng dầu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex chính thức vận hành hoạt động phát hành hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng tại tất cả các cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có Lào Cai. Khi hệ thống này được đưa vào hoạt động, hóa đơn điện tử được khởi tạo và phát hành ngay sau thời điểm ngắt cò, vòi xăng, kết thúc từng lần bán hàng cho khách hàng. Hóa đơn được tạo thông qua quy trình ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ thống bán hàng một cách tự động, kết nối với hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng và phần mềm chuyên dụng được thiết kế riêng cho việc tạo lập hóa đơn. Việc tự động hóa này sẽ giúp hóa đơn được phát hành ngay lập tức theo từng lần giao dịch đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách lẻ, cá nhân không kinh doanh. Hóa đơn sau khi được khởi tạo sẽ được đưa vào lưu trữ phục vụ yêu cầu tra soát của khách hàng và việc kiểm tra giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Ngoài những lợi ích to lớn mà chuyển đổi số mang lại, thì nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cũng là vấn đề cần được quan tâm và lưu ý. Đây là trung tâm mạng thông tin tỉnh Lào Cai, là cơ sở hạ tầng rất quan trọng để triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng, website trên địa bàn tỉnh. 100% các hệ thống thông tin quan trọng được giám sát an toàn qua hệ thống giám sát SOC do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai quản lý vận hành. Thì hàng ngày thì anh em ở trung tâm mạng thông tin vẫn phải thường xuyên vận hành, kiểm tra, đánh giá, rà soát các cái hệ thống thông tin, từ đó phát hiện ra được các cái lỗ hổng, các cái nguy cơ, các cái cuộc tấn công trực tiếp, gián tiếp vào trung tâm mạng thông tin của tỉnh. Và từ đó thì có các cái phương án xử lý. Những năm gần đây, hệ thống thông tin của tỉnh được tập trung phát triển, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, phục vụ các hoạt động lãnh đạo quản lý. Tuy nhiên, có nhiều thách thức khi môi trường số, chỉ cần một sự cố mất an toàn, thông tin là có thể cản trở hoạt động của ngành, cơ quan hay doanh nghiệp. Tại Lào Cai, thì công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin dù được chú trọng, tuy nhiên thì vẫn còn tình trạng chủ quan, chưa quan tâm đúng mức và vẫn còn rất nhiều thiếu sót, sơ hở và rất dễ bị các đối tượng lợi dụng gây nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh đóng vai trò cung cấp các dịch vụ kết nối, chia sẻ dùng chung giữa các đơn vị nhằm giảm thiểu thời gian xử lý quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu quả công việc của các cơ quan nhà nước. Đảm bảo an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là trách nhiệm của nhà nước, của các cơ quan chuyên môn, mà còn là nghĩa vụ trách nhiệm của mỗi cá nhân, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Tỉnh Lào Cai thì đã xây dựng cái kế hoạch về an toàn an ninh thông tin, xác định rõ những yêu cầu để đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó có tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, quản lý hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ thông tin. Để đảm bảo an toàn an ninh thông tin, cần nâng cao ý thức của mỗi tổ chức cá nhân trong sử dụng các dịch vụ thông tin, nhất là những dịch vụ do nước ngoài cung cấp, có kỹ năng nhận biết các thủ đoạn tấn công mạng và cách xử lý. Bản tin chuyển đổi số của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.